Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tiến hành khám xét, bắt tạm giam đối với Tô Quảng, sinh năm 1994, thường trú ấp Chợ Mới, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cụ thể, vào tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng nhận tố giác của bà có tên viết tắt MTV về việc bị đối tượng Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1990, thường trú ấp Phước An A, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, chiếm đoạt tài sản xe ô tô VinFast biển kiểm soát 84A08248 trị giá trên 1 tỷ đồng. Tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Kiên về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định Kiên chiếm đoạt xe ô tô VinFast của bà V và mang đi cầm tại cửa hàng Tô Quảng tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tại đây, Quảng nhận cầm rồi bán xe ô tô này, vi phạm quy định tại khoản 4, điều 323 Bộ Luật Hình Sự. Thông qua vụ việc trên, đề nghị những người có thông tin liên quan đến vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ số 294 đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, số điện thoại 02993 934 567, cung cấp thông tin để được xem xét giải quyết.